Do ăn đồ chiên trước hả? Con của em nè.
ta đi bằng. Bây giờ là cơm bò sốt ý tặng quý vị. Cơm của mấy em cả nhà ơi. Đây có cái cơm bò ý tặng quý sốt mayo. Rồi cái này là mì của mấy chị. Mì bò ha. Thôi mấy chị thử miếng đi. Mời cả nhà. Ủa còn một cái nước trà chanh nữa. Bây giờ mời cái Ngọc ăn thử nha cả nhà. Kem anh đi béo nhưng mà nó có bù đạo vậy hả? Còn kem của mấy em đây cả nhà ơi. Em mà cả nhà ăn cái miệng nha. Kem vani với lại choco. Sau khi ăn uống xong, ba mẹ con đi vòng vòng nha cả nhà, cho tiêu rồi ăn ở cả nhà. Mẹ mua cái nào 17 đâu, bây giờ nó không có đông.
thì sáng với một rồi. Nâu đỏ ánh cam. Ủa này hú nhựa mì cũng mua sắm xong rồi, bây giờ ba mẹ con đi về thôi cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cho mẹ dễ thương mẹ.